Chào mọi người nhé, sáng ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đi làm ngày đầu tiên ở công trình của anh An mọi người ạ. Thì tối ngày hôm qua thì mình có di chuyển ra nhà anh An để nghỉ ngơi, thì đây là nhà anh An này mọi người. Đây là nhà anh An, thì bây giờ thì anh em mình thì sẽ di chuyển ra công trình để bắt đầu làm buổi đầu tiên. Mai anh sẽ phải đi xa, mang đi cả tình yêu hai ta, mang trái tim này đến một nơi chỉ có súng đạn và lòng thành người đàn ông. Ngâm nhìn em từ giây phút cuối, sau hai dòng lệ anh rơi, sương mù giăng lối trên anh trên con dốc nơi ta đã thề hẹn cùng nhau. Anh sẽ sống trọn tình yêu với tổ quốc, em là sức mạnh ẩn màu áo xanh đôi khi trong gai phủ lên đời, trái vẫn hơn sông đời mà phải nhạt nhòa em ơi. Khổ đau không làm đôi bên mang theo dung sơ, có đồng đội có lý trí anh luôn tôn thờ, anh chẳng trái tim giữa trời, anh sẽ về dưới ánh nắng trong yên bình, nơi cuối con đường vẫn ánh mắt luôn lặng lẽ vì mình. Chào em cả ngày mai, với anh chưa bao giờ là sai, đừng khóc dưới chân dốc này, từng giây từng phút với anh lúc này. Hôm nay thì mình sẽ làm công trình thạch cao của anh An ở đây mọi người ạ. Sốt nan này mọi người. Mình với các anh làm cùng mình thì vừa mới đi ăn cơm về. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì mình cũng phụ hai anh làm trần thạch cao ở đây mọi người ạ. Đây là cái phòng nhà này, nó gọi là cái trần trần này nó gọi là cái trần phẳng mọi người. Còn ở phía bên này thì sẽ là trần đây. Đây thì sẽ là trần cấp. Trong này thì mọi người hay dùng cái từ gọi trần này là trần hộp, nhưng mà ở ngoài mình thì hay gọi là trần cấp đấy mọi người. Một cấp, hai cấp, đồ đạc các thứ đấy. Thì vừa đi ăn cơm về, ngủ này. Ngủ đây này. Mai anh sẽ phải đi xa, mang đi cả tình yêu hai ta, mang trái tim này đến một nơi chỉ có súng đạn và lòng thành người đàn ông. Ngâm nhìn em từ giây phút cuối, sau hai dòng lệ anh rơi, sương mù giăng lối trên anh trên con dốc nơi ta đã thề hẹn cùng nhau. Anh sẽ sống trọn tình yêu với tổ quốc, em là sức mạnh ẩn màu áo xanh đôi khi trong gai phủ lên đời, trái vẫn hơn sông đời mà phải nhạt nhòa em ơi. Khổ đau không làm đôi bên mang theo dung sơ, có đồng đội có lý trí anh luôn tôn thờ, anh chẳng anh mang theo chỉ là máu người, vì tình anh có chỉ là một trái tim giữa trời. Anh sẽ về dưới ánh nắng trong yên bình, nơi cuối con đường vẫn ánh mắt luôn lặng lẽ vì mình. Chào em cả ngày mai, với anh chưa bao giờ là sai. Đừng khóc dưới chân dốc này, từng giây từng phút với anh lúc này. We'll be right back.
anh sẽ sống trọn tình yêu với tổ quốc em là sức mạnh. Hằn màu áo xanh đôi khi trong gai phu lên đời trái vẫn hơn sông đời mờ phai nhạt nhòa êm mãi. Khổ đau không làm đôi bên mang theo dồn sơ, có đồng đội có lý trí anh luôn tôn thờ. Anh chẳng anh mang theo chỉ là máu là lòng người, niềm tin anh có chỉ là một trái tim giữa trời. Anh sẽ về dưới ánh nắng trong yên bình, nơi cuối con đường vẫn ánh mắt luôn lặng lẽ vì mình. Chào em cả ngày mai với anh chưa bao giờ là sai. Đứng khóc dưới chân dốc này, từng giây từng phút với anh lúc này. Cô đau khổ đôi bên mang theo run sợ, có đồng đội có lý trí anh luôn tôn thờ. Anh chẳng anh mang theo chỉ là máu là người. Một ngày làm việc mọi người. Sau một ngày làm việc, đây là trần hộp nhá mọi người. Còn làm thêm được phóng bên này nữa. Đây trần phẳng mình sẽ như thế này. Đây là trần phẳng. Bây giờ thì mấy anh em mình đi về đây. Kết thúc một ngày đầu tiên làm việc. Đi về. Đấy, đẹp lắm mọi người ạ. Cố gắng kiếm tiền về đây ở nhá. Thành phố biển. Vô dừng xe. Kết thúc ngày làm việc mà đi làm như thế này thì không quay nhiều lại cho mọi người được, bởi vì là còn phải làm nữa chứ đúng không mọi người. Chứ bây giờ đi phụ các anh mà em lại cứ coi video các thứ thì nó không được hay cho lắm đúng không mọi người. Chắc mình sẽ làm ở đây đến thứ hai xong mình đi tiếp. Alo anh à? Cửa sau có à? Cửa sau có anh ạ. Vâng, em về nhà anh rồi. Em đi chợ nhá. Đi chợ nhá, vẫn còn ít xương ở trong qua ở trong tủ ấy. Còn cái gì? Xương hả? Ừ, mẹ đi chợ mua ít. Hôm nay mua bí nhá. Em mang gì thì mua. Ừ, thế thì em đi chợ nhá. Được. Vâng vâng, chị đi làm đúng không? Đúng rồi. Ờ thế thì em đi chợ rồi, anh em đi chợ cơm này. Rồi. Ok, tạm biệt anh. Sao làm vừa mà vui không? Được anh ạ, nói chung là lần đầu làm nghề nó thấy không gặp quá nhiều khó khăn lắm. Hơi vỡ ngỡ đi chút thời gian đầu. Vâng, thế để tụi em đi chợ em mua thịt về nấu cơm. Rồi. Ok, tạm biệt anh. Bây giờ đi chợ nấu cơm mọi người ạ. Hai anh em bây giờ đi chợ nấu cơm này. Hiệp đi chợ này mọi người. Không biết mua cái gì đâu. Biết này bạn cho ăn cái gì đây. Dưa chuột, hành, bí đỏ. Thế nhà có ít xương rồi chắc là mua bí nấu xương thôi. Đi nào nấu cơm nhá. Hôm nay bạn Hiệp cho ăn cái gì nào? Bí đỏ, thịt gà. Không biết nấu cơm nữa thì vứt. Tôi nói bạn chứ tôi thật, từ ngày tôi đi bộ đội về cái gì tôi chả làm được. Quay.
ở đâu đi bố đu? Gặp hỏi anh An. Qua ở đây được. Hỏi anh An. Đúng chú này. Nhà gì coi video ấy nhá, coi đi ngủ nhá, chú coi video ấy nhá, vào đi ngủ nhá, hả chuột, chuột vào đi ngủ nhá, không xem TV nữa nhá chuột nhá, đi ngủ đi, biết mấy giờ chưa, 10 giờ hơn rồi đấy chuột ạ. Ăn cơm xong rồi mọi người ạ. Bây giờ thì cũng muộn rồi, anh em mình đi nghỉ, sáng ngày mai lại tiếp tục đi làm nha mọi người. Đang là tất cả mọi người.